Hi, chào Việt Nam, mình là Poseidon. Tuần trước chúng ta đã cùng nhau hy vọng về một cái tuần giao dịch nó sôi động hơn, và trên thực tế thì tuần giao dịch vừa rồi chúng ta cũng đã gặt hái được một số cái lợi nhuận nhất định khi những cái plan mà chúng ta đã lên kế hoạch thì nó đều thành công. Thì đầu tiên mình sẽ dành một chút thời gian để chúng ta review lại kết quả trade của tuần trước. Đầu tiên chúng ta nói về Bitcoin, các bạn. Chúng ta có một cái plan giao dịch khi mà chúng ta đã đợi giá breakout theo hướng đung xuống và test lại vùng 16.000. Thì trên thực tế là giá nó đã đi gần như là đúng như chúng ta kỳ vọng. Giá nó test lại thành khoảng ở vùng 16.000 và sau đó bật tăng hơn 1.000 giá. Và hiện tại thì cái tín hiệu trade này chúng ta đã take profit rồi. Cái kèo thứ hai đó là DOT. Thì DOT như nhận định của chúng ta là DOT đã có một cái đợt tăng khá là mịn, và đơn giản chúng ta khi mà trong một cái sóng tăng thì chúng ta đợi giá nó hồi về hỗ trợ thôi. Và mình đã cho anh em một cái plan gom hàng ở 0.094. thì trên thực tế tuần rồi DOT nó đã trở về cái vùng hỗ trợ đó, nó tôn trọng hỗ trợ này và sau đó nó bật tăng từ 15 đến 17%. Thì nếu như plan này anh em nào có mua theo cái plan của mình thì cũng đã gặt hái được lợi nhuận. Và cái tín hiệu cuối cùng thì là Celo. Thì Celo tương tự như DOT thì Celo tuần trước đó nó cũng có một cái đợt tăng khá là mạnh, và chúng ta chờ mua ở hai vùng đó là 0.579 và 0.534. thì giá hiện tại nó đã quay về vùng 0.579, và nếu như anh em mua ở đây thì chúng ta cũng đạt được cái lợi nhuận là 5 đến 6%. Thì đây đều là ba cái plan mà mình đã cho trong cái kế hoạch giao dịch tuần trước. Và nếu như anh em có theo kèo thì chúc mừng anh em đã gặt hái được lợi nhuận nhé. Rồi tuần này thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng ngồi lại với nhau để lên kế hoạch giao dịch. Đầu tiên như thường lệ chúng ta sẽ nói về Bitcoin. Thì Bitcoin khung tuần anh em có thể thấy cây nến tuần này nó đang ở cái vùng giá là 16.900, và hiện tại hôm nay là thứ Bảy, Chủ Nhật thì khả năng là cái dao động nó sẽ không còn quá nhiều nữa, và nếu như không ngoài dự đoán thì giá nó sẽ đóng cũng chỉ loanh quanh vùng 16.900 hay 17.000 thôi. Thì anh em có thể thấy rằng mặc dù nến tuần này là một cái cây nến sen rồi, nhưng cái cây nến này vẫn có cái biên độ dao động nó không quá lớn, hay bằng chứng là cái độ dài nến so với cái cây nến tuần trước đó thì nó cũng chỉ tương đương nhau, và nó vẫn có một cái phần bóng nến từ chối cái vùng kháng cự 17.000 và 17.100. thì chính vì vậy nếu như cây nến tuần nó vẫn đóng ở loanh quanh vùng giá 16.900 và 17.000 vào 7 giờ sáng ngày mai á, thì chúng ta có thể nhận định rằng BTC nó vẫn chưa thoát khỏi cái vùng sideways từ 15.400 cho đến 17.100. Đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vào cái khung thời gian ngày. Thì khung ngày anh em có thể thấy rằng trong tuần trước đã có hai cây nến tạo ra một cái lực tăng khá là mạnh. Anh em có thể nhìn trên màn hình mình chia sẻ ở đây có đến dấu mũi tên vào. Thì hai cây nến này chính là hai cây nến báo hiệu cái đà tăng cho BTC trong tuần rồi. Thì chính vì vậy chúng ta có thể xác định được một cái vùng hỗ trợ ở ngay vùng 16.000. thì cái plan của mình nó sẽ liên quan đến vùng hỗ trợ này. Đơn giản là chúng ta sẽ có một cái kế hoạch chúng ta chờ mua khi giá quay về test lại vùng 16.000, tức là ngay vùng hỗ trợ màu xám này. Chúng ta sẽ vào khung 4 giờ để có cái plan chi tiết hơn. Thì đây là khung 4 giờ. Mình kỳ vọng giá BTC sẽ tiếp tục sideways, sau đó break out khỏi kháng cự 17.000 đến 17.100. thì như mình nói hồi nãy, đây là cái vùng kháng cự khá là mạnh, và chỉ khi Bitcoin break out lên và sau đó retest lại thành công thì nó mới tiếp tục bật tăng tiếp được. Thì chúng ta sẽ có một cái plan long khi giá break out lên khỏi vùng 17.100, retest lại thành công ha, retest lại ngay ở điểm này, và sau đó entry long và take profit mà mình mong muốn kỳ vọng nó sẽ rơi vào khoảng từ 17.700 cho đến 17.900. Sở dĩ mà mình take profit ở đó là bởi vì vùng 17.900 đến vùng 18.000 là một vùng kháng cự, là một cái vùng cung tiếp theo khá là mạnh của Bitcoin. Chính vì vậy chúng ta nên chốt lời ở vùng đó, và khi giá lên đến vùng này chúng ta có thể entry short. Thì nếu mà chúng ta entry short tại vùng này thì đây sẽ là một cái entry nó có cái high risk cao. Anh em có thể entry ở đây, hoặc là đơn giản chúng ta đợi khi giá nó quay về vùng 18.000 đi xuống lại và phá vỡ cái cấu trúc tăng, retest lại thì chúng ta có thể entry short ở đâu đó ở khoảng 17.600 đến 17.500. Đó, thì đó chính là cái plan giao dịch, cái plan giao dịch thứ hai đối với BTC. Và cuối cùng như mình đã nói thì khi giá nó hồi về thì nó có xu hướng có thể tìm về cái vùng 16.200, tức là cái vùng hỗ trợ ban đầu mà trong khung ngày chúng ta đã nhắc đến lúc trước và cái vùng hỗ trợ này chưa được test lại. Thì khi giá về 16.200 chúng ta hoàn toàn có thể có một cái lệnh long scalping. Ok. Tiếp theo là chúng ta sẽ cùng nhau nói về Bitcoin Dominance. Thì Bitcoin Dominance thực ra nó vẫn đúng như cái nhận định mà những tuần qua chúng ta quan sát thì hiện tại Bitcoin Dominance nó vẫn đang giữ được cái mức hỗ trợ là 40,4%, và trong thời gian tiếp theo khi Bitcoin có những cái biến động, ví dụ như là có những cái nhịp mà giảm xuống lại, thì Bitcoin Dominance này nó có thể tăng, và mình kỳ vọng là Bitcoin Dominance nó sẽ quay trở lại vùng 50%, thì khi đó Bitcoin nó sẽ tăng trước, và khi Bitcoin Dominance nó đạt đến vùng 50% nó lại giảm xuống lại, thì nó sẽ là cái altcoin và altcoin lúc đó nó có thể bật tăng mạnh mẽ hơn. Thời điểm này thì như anh em thấy chỉ có một số altcoin nó có những cái tin tức đặc biệt hay là gì đó thì nó mới bật tăng được thôi, còn lại đa phần altcoin nó khá là yếu. Rồi thì tuần tới chúng ta sẽ để ý một số altcoin. Thì đầu tiên đó là AVAX. Thì AVAX anh em có thể thấy là trong khung 4 giờ AVAX nó đã phá vỡ cái vùng kháng cự ngay tại 13.3 và hiện tại nó vẫn đang tôn trọng cái vùng kháng cự này. Đồng thời cái tín hiệu tăng của nó cũng khá là đẹp khi mà cái sóng tăng của nó bám theo cái đường trendline và cái đường EMA 20, thì mình kỳ vọng giá nó có thể sideways tiếp và test lại đâu đó khoảng 13.3 một lần nữa, thì khi đó mình có thể entry long ở đây, stop loss ở dưới đáy cũ và TP ở trên cái vùng cung mệnh. Đó, vùng cung mệnh của AVAX nó sẽ rơi vào 14.7 đến 14.9. Thì đấy là cái vùng take profit cho lệnh long của chúng ta. Tiếp theo khi đến cái vùng đó, anh em có thể vào một cái lệnh short ha. Cái này chúng ta sẽ plan thôi, còn khi để cái đủ cái điều kiện chúng ta vào lệnh short thì anh em lưu ý là nên xem xét thêm những cái yếu tố khác, ví dụ như các cái tín hiệu là phân kỳ đỉnh hay là những cái mô hình như là ba đỉnh hay là vai đầu vai, đảo chiều ha. Thì chúng ta có thể kênh cái plan short ở 14.7 đến 14.8. Thì đây là một cái entry short theo mình khá là đẹp, tại vì đây chính là một cái vùng cung mệnh trong khung thời gian 4 giờ của AVAX. Rồi, và cái altcoin mà mình để ý cuối cùng trong tuần này đó chính là OP. Thì OP anh em có thể thấy như cái chart mình đang share đây, OP nó đã có một cái đợt bullish khá là mạnh từ cái đáy trước đó ha, ở vùng 0.7, 0.8 cho đến là 1.1. thì đây là một cái sóng tăng nó rất là lớn. Chính vì vậy thì hiện tại mình kỳ vọng OP nó sẽ điều chỉnh lại ngay cái vùng hỗ trợ này, tức là rơi vào đâu đó khoảng 0.95, 0.94 là cái vùng hỗ trợ mà nó đã phá vỡ nhưng nó chưa retest lại, thì khi đó chúng ta sẽ entry long ở ngay cái vùng này. Thì đây là một cái tín hiệu trade mà mình nghĩ nó sẽ khá là ok, và anh em có thể set một cái alert ở đâu đó 0.94 cho đến 0.95 để chúng ta vào lệnh. Và cuối cùng thì mình sẽ điểm qua một số cái tin tức vĩ mô nó liên quan đến thị trường trong tuần này. Thì tuần này khá là nhiều tin tức, chính vì vậy khi mà tham gia giao dịch đó, anh em nhớ cẩn thận. Thứ nhất là có thể anh em có thể để an toàn, anh em có thể tránh tham gia giao dịch trong những cái lúc mà có tin, và nhớ là đóng lệnh trong khi mà tin sắp ra nhé. Thì đầu tiên ngày 5 tháng 12 á, thì vào lúc 22 giờ theo giờ Việt Nam á, thì sẽ công bố cái chỉ số PMI phi sản xuất tháng 11. Thì đây là một cái chỉ số liên quan đến lạm phát và nó cũng có tác động đến đồng USD. Đó, nếu số liệu mà công bố cao hơn dự báo thì nó sẽ được xem là tích cực cho đồng USD, và ngược lại nếu số liệu thấp hơn dự báo thì nó sẽ là tín hiệu tiêu cực cho USD. Tiếp theo ngày 7 tháng 12 vào lúc 0 giờ thì EIA, tức là cái cơ quan quản lý thông tin năng lượng Hoa Kỳ á, sẽ công bố cái dự báo về triển vọng năng lượng ngắn hạn. Đó, thì tiếp theo đó 22 giờ 30 phút cùng ngày luôn thì Mỹ sẽ tiếp tục công bố chỉ số về dự trữ dầu thô. Thì cái nguồn năng lượng hay dầu thô thì nó đều có tác động đến cái tình hình kinh tế, và nó cũng là một trong những cái số liệu để mà Fed có thể đưa ra những cái quyết định về lãi suất trong tương lai. Chính vì vậy anh em cần phải theo dõi những cái số liệu này. Tiếp theo ngày 8 tháng 12 á, thì Mỹ sẽ công bố số liệu đề nghị trợ cấp thất nghiệp lần đầu. Thì như anh em đã biết thì số liệu trợ cấp thất nghiệp lần đầu nó sẽ phản ánh trực tiếp cái sức khỏe của nền kinh tế, và nếu số liệu này cao hơn dự báo thì sẽ được xem là cái tính tiêu cực đối với đồng USD và ngược lại. Cuối cùng thì ngày 9 tháng 12 vào lúc 20 giờ 30 phút thì Mỹ sẽ công bố chỉ số giá sản xuất PPI. PPI nó cũng là một trong những cái chỉ số để đánh giá cái tình hình lạm phát của nền kinh tế. Chính vì vậy thì anh em cũng nên cẩn thận khi mà có cái tin PPI này ra thì giá của đồng USD và những cái tài sản khác neo theo USD nó có thể bị biến động khá là mạnh. Đó, và toàn bộ những cái tin tức này thì anh em nên theo dõi và đánh giá để chúng ta nhận định được rằng cái sức khỏe của nền kinh tế hiện tại nó như thế nào. Bởi vì trong cái tuần tiếp theo á, thì Fed nó sẽ họp và đưa ra những cái chính sách liên quan đến đợt tăng lãi suất cuối cùng của năm 2022. Thì những cái chỉ số trong tuần này có thể là một trong những cái cơ sở để chúng ta có cái nhận định đúng hơn và sát hơn đối với cái việc tăng lãi suất của Fed trong tuần tới. Ok, thì trên đây là một số những cái phân tích của mình và cái giao dịch cho tuần tới, và anh em có thể tham gia group 68 Trading để mà cùng thảo luận, chia sẻ thêm những cái kinh nghiệm trong trading cũng như là cập nhật những cái tín hiệu trade một cái chất lượng mà hoàn toàn miễn phí. Ok, hẹn gặp lại anh em.